Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, lúc này nhiều nơi ở miền Bắc vẫn còn có sương mù nhẹ, nhiệt độ thì không quá thấp. Vùng núi se se lạnh với mức nhiệt hiện tại vào khoảng 21-22 độ, vùng đồng bằng mức nhiệt từ 22-24 độ. Trong ngày hôm nay, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, miền Bắc sẽ nắng muộn hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn miền Bắc phổ biến ở ngưỡng từ 28-30 độ ở vùng Trung Du và vùng núi và ở ngưỡng 30-32 độ ở vùng đồng bằng. Cùng với mức nhiệt không quá cao thì độ ẩm trong không khí ở các tỉnh miền Bắc cũng không giảm nhiều như những ngày qua. Trưa và chiều nay đều cao trên 65% nên trời sẽ không xảy ra tình trạng hanh khô. Thời tiết khá là dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi ngày cuối tuần. Lui xuống Trung Bộ, lúc này dù mây còn nhiều nhưng mưa thì chỉ còn lác đác vài nơi ven biển. Nền nhiệt toàn miền Trung hiện tại cũng khá là dễ chịu, chỉ trong khoảng từ 21-23 độ với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 23-25 độ ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục giảm cấp. Vùng mưa Quảng Bình đến Phú Yên cơ bản chỉ còn xảy ra tại một vài nơi, trời cũng chuyển nắng gián đoạn. Nền nhiệt ngày hôm nay ở hầu khắp miền Trung cũng khá là dễ chịu. Khu vực Bắc và Nam miền Trung, mức nhiệt từ 31-33 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mức nhiệt từ 29-31 độ. Ở phía Nam, thời tiết của ngày Chủ nhật cũng rất đẹp vì lúc này không nơi nào còn có mưa. Tây Nguyên trời se se lạnh, nhiệt độ từ 21-23 độ và Nam Bộ nhiệt độ đang là từ 24-26 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo, nắng từ nay đến 15 giờ chiều, cường độ nắng cũng không quá mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên nhích nhẹ lên ngưỡng từ 29-32 độ, tại khu vực Nam Bộ mức nhiệt trong khoảng từ 32-34 độ, một vài nơi miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cận ngưỡng 35 độ. Thời điểm chiều tối nay, mưa dông quay lại nhưng cường độ mưa không lớn như chiều qua. Mưa tập trung ở khu vực Nam Tây Nguyên và khu vực các tỉnh Nam Bộ, với diện mưa ở mức rải rác, ít điểm mưa to. Trên biển, các vùng biển cơ bản có ngày Chủ nhật thời tiết tốt. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc giảm còn ở mức cấp 4, cấp 5, sóng nhỉnh hơn 2 mét. Trong khi ở khu vực biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa phổ biến trên 10 km. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.